Bảo Giang xin chào quý anh chị. Hôm nay tiếp tục series review căn hộ thực tế tại Deluxo, Bảo Giang xin mời anh chị cùng khám phá một ngôi nhà của cặp vợ chồng trẻ. Họ đã decor cho cái căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh với diện tích 68.5m² như thế nào. Bảo Giang xin mời mọi người cùng khám phá nhé. Vâng, và đối với cái căn hộ thực tế của mình thì hướng cửa chính của mình sẽ là hướng cửa Đông Bắc và hướng view sẽ là Tây Nam. Và Bảo Giang đang đứng ở đây mà cảm nhận được là cái không khí nó rất là trong lành và mát mẻ. Và từ cửa bước vô thì các bạn và anh chị cũng sẽ thấy được là chủ đầu tư họ sẽ bàn giao cho mình là cửa gỗ chống cháy 2 lớp đến từ thương hiệu An Cường, kèm theo một bộ khóa tính năng rất là cao cấp bao gồm là vân tay nè. Đó. Rồi mật khẩu, thẻ từ và chìa khóa cơ. Đó. Vâng, và bên trái của cái cửa chính đi vô nhà thì bên phía anh chị chủ nhà đã thiết kế một cái tủ để kệ giày dép và các cái vật dụng mà cần thiết khi mà mình đi ra vào cửa thì mình cần để mình để đây. Dạ. Tiếp theo nữa thì đây sẽ là cái không gian bếp của ngôi nhà. Đối với lại cái căn này thì bên phía chủ đầu tư họ đã bàn giao sẵn cho mình là cái hệ thống cửa tủ bếp trên này, tủ bếp dưới. Rồi. Mặt bếp và vách kính để thuận tiện cho cái việc là anh chị mà nấu nướng trong nhà mà mình sợ là bị bám dầu mỡ thì cái vách kính này nó khá là thuận tiện cho cái việc là dọn dẹp và vệ sinh. Và kết nối với cái không gian bếp của mình để tránh cái việc là khi anh chị nấu nướng mà nó bị bám mùi á, thì bên phía chủ đầu tư họ đã thiết kế một cái khoảng lô gia ở đây. Thì phía anh chị chủ nhà lựa chọn cái căn này bởi vì nó gần cái khoảng giếng trời này. Đó, cái việc mà mình nấu nướng mình chỉ cần mở cửa ra thôi thì gió phía ngoài nó đã lùa vô trong nhà của mình để giúp cho cái việc đối lưu không khí và cho thuận tiện cái việc là luôn luôn trong nhà mình có một cái luồng khí tươi mà mình không có sợ bị bám mùi trong cái việc nấu nướng. Dạ. Kèm theo đó nữa thì cái không gian này là không gian để mình có thể là giặt phơi nè. Thì anh chị chủ nhà đã trang bị là máy giặt, có máy rửa chén ở đây luôn. Dạ. Và phía trên đã lắp một cái giàn phơi thông minh. Đó. Khi mà anh chị mua sở hữu căn này rồi thì coi như là mình chỉ việc là xách vali vào ở thôi đó. Những cái vật dụng cần thiết nó đã có rồi.